Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ma có thật do một cái em khán giả gửi về cho Nguyễn. Và như thường lệ á, Nguyễn sẽ đổi tên cái em này và cũng như là cái địa danh quê quán của em đó. Mình sẽ nói chung chung thôi chứ không có nói cụ thể ra là ở chỗ nào. Và các bạn đừng quên nhấn like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với nội dung của câu chuyện ma có thật ngày hôm nay mà Nguyễn đặt tên là Đừng để ai leo lên bàn thờ. Thì cái nhân vật chính của chúng ta đó xin được phép đặt tên của em này tên là Thảo. Không biết sao mình hay có thói quen là mỗi lần mà đổi tên ai á là hay đặt tên là Thảo lắm. Mình xin lỗi trước những bạn tên là Thảo ha. Thì cái bạn Thảo này á, quê của bạn á là ở trong một cái vùng quê ở phía Bắc. Thì trong gia đình của bạn đó thì ngày xưa từ lúc mà bạn còn nhỏ đó cho đến năm bạn học cấp 1 thì là bạn ở chung với lại bà nội. Gia đình nội của bạn này á thì là có 8 người con. Nhưng mà cái bác cả đã mất hồi bác ấy 2 tháng tuổi. Cho nên là ba của bạn Thảo này trở thành cái người con trưởng, trở thành cái người con cả. Và cũng chính vì ba của Thảo á, là con trưởng con cả thì phải ở chung với ông bà nội để mà lo nhang khói cho bàn thờ gia tiên. Và bạn Thảo này á là con của người vợ thứ hai. Và cũng chính vì ba bạn Thảo á là con trưởng con cả như vậy thì phải ở chung với ông bà nội để có gì mà lo nhang khói và chăm sóc cho cái bàn thờ gia tiên á. Thì ba của bạn Thảo này có hai đời vợ. Cái đời vợ đầu tiên á thì không có ở chung và có một đứa con trai. Và cái đời vợ sau á thì có đứa con gái là bạn Thảo đó. Và bạn Thảo này á là một người có trí nhớ rất là tốt luôn các bạn. Và các bạn để ý đi nha. Thường á, những cái người nhẹ vía, dễ gặp ma quỷ á, là cái sự ghi nhớ trong đầu người ta tốt lắm. Cũng giống như Nguyễn Nguyễn nè. Có thể á, là những cái chuyện xảy ra mới có 1-2 tiếng trước hoặc là 1-2 ngày trước à, là mình dễ quên lắm. Nhưng mà những cái chuyện lúc mình còn nhỏ nha, thậm chí á, là lúc khoảng 2-3 tuổi á, thì mình vẫn còn nhớ. Có thể là nhớ mang máng nhưng cũng có những chuyện là mình nhớ như anh luôn. Và cái bạn Thảo này cũng là một người nhẹ vía như vậy. Cái năm đó bạn Thảo khoảng 2 tuổi. Thì nhà ở dưới quê mà, nó hay có cái chuyện mà tới cái mùa nước lũ lên á thì nó hay bị ngập và nhiều cái nước ngập vào trong nhà. Những cái bạn nào ở miền Tây thì chắc là cũng không có lạ gì chuyện này nữa. Tả sơ qua về căn nhà ha. Thì nhà này là một cái nhà điển hình ở dưới quê. Nó là nhà chữ T. Và ở trước cái nhà đó nó có một cái bậc thềm tam cấp rất là cao. Và xung quanh nhà nó có một cái khu vườn rất là lớn bao phủ hết toàn bộ căn nhà luôn các bạn. Và ở phía trước khi mà bước xuống cái bậc tam cấp á, đi khoảng vài bước nữa đi vào cái khu vườn thì nó sẽ có một cái miếu. Và cái miếu nó được xây dựng rất là đơn sơ luôn. Và ở bên phải ngôi nhà nó có một cái ao rất là sâu. Và ở chính giữa cái ao đó nó có một cái gò đất nhô lên. Và xung quanh ao cũng như là trên cái gò đất đó đó, nó có những cái rặng tre, những cái bụi tre mọc lên rất là kỳ. Thì cái lúc nước tràn vào trong nhà rồi, rất là tràn qua bậc tam cấp nha, tràn vào trong nhà, thì ba mẹ của bạn Thảo mới để bạn Thảo ở trên một cái ghế cao để mà đi vào nhà trong dọn đồ để mà qua nhà hàng xóm á. Tại vì nhà hàng xóm á là xây trên một cái gò đó nó cao hơn cho nên là bên kia không có bị ngập. Thì lúc mà bạn Thảo này đang ngồi trên cái ghế thì bạn mới có 2 tuổi mà thì cũng đứng cũng này nọ được rồi, thì ba mẹ dặn là ngồi yên ở trên đây. Nhưng mà đang ngồi á thì tự nhiên bạn nghe thấy có ai gọi tên của bạn, gọi là Thảo ơi. Vừa nghe dứt cái tiếng gọi Thảo ơi đó là bạn nhảy xuống cái ghế luôn. Thì cái nước ở dưới nó cao tới khoảng hơn đầu gối của bạn luôn. Và bạn cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài cửa. Nhưng mà ghê hơn nữa là khi mà bạn đi á thì bạn lấy cái tay của bạn là bạn che mắt lại, giống như là bạn đang chơi trúng tìm với ai vậy á. Bạn đi ra ngoài, ra tới bậc tam cấp, bước thêm vài bước nữa là thụt chân luôn các bạn. Và cái cảm giác cuối cùng của bạn Thảo bạn có thể nhớ được á, là bạn thấy xung quanh bạn là toàn nước không. Và sau khi mà vật lộn một hồi á, thì bạn nhớ là bạn mất đi toàn bộ những cái nhận thức và hoàn toàn là chìm sâu xuống dưới cái dòng nước đó. Ba mẹ của bạn Thảo ở bên trong á, không biết linh tính sao đang dọn đồ tự nhiên cái chạy đi ra ngoài để mà coi con mình đâu rồi. Lúc ra tới nơi á, không thấy con của mình ngồi ở trong nhà thì ba mẹ của bạn lập tức nhìn ra ngoài sân. Thì chỉ thấy một cánh tay của đứa con nít nó cứ dơ lên lụp xuống, dơ lên ngụp xuống như vậy nè các bạn. Thì biết là con mình rồi, mới chạy ra để mà cứu. Nhưng mà các bạn biết không, lúc mà nước lên á, thì cái dòng nước nó rất là cuốn, nó rất là xoáy. Nhưng mà chính vì bạn Thảo nhỏ quá đi, ví dụ như khoảng nó nít khoảng 4-5 tuổi á,
thì nước chảy thì nó còn có cái sức nặng để nó ghì lại. Còn đây á, bạn Thảo mới có 2 tuổi thôi, cho nên là nước cuốn chảy rất là nhanh. Và ba của bạn cứ như vậy mà chạy theo con, cứ nhìn theo cánh tay của con này nè, mà thấy càng ngày á, cái tay của bạn Thảo này càng ngập sâu xuống dưới lòng nước. Mà chỉ cần nó biến mất một cái thôi là không thể nào cứu được, tại vì xung quanh á, toàn là nước không à, không có thấy cái gì hết. Nhưng hên sao các bạn, giống như là ông bà phù hộ độ trì á, thì cái bạn Thảo này, bạn vô tình là cái áo của bạn á, bạn bị vướng vào một cái cây vải thiều. Cái cây vải đó là trồng cạnh cái miếu ở trong vườn á, thì bạn bị kẹt lại trong đó. Thì ba bạn thấy như vậy cho nên là mới chớp thời cơ chạy ra tới chỗ đó mà lôi con của mình lên. Và may mắn á, là hôm đó bạn Thảo không có bị sao hết, chỉ bị uống nước có một xíu thôi. Và vài tuần sau khi mà nước nó rút hết rồi á, thì bà nội của bạn Thảo này có một giấc mơ. Và trong cái giấc mơ đó bà thấy có một vị quan về báo mộng cho mình. Cái này giải thích thêm cho các bạn dễ hiểu ha. Tại bình thường á, là mình hay thờ Phật Bà Quan Âm nè, xong rồi mình thờ Phật Tổ nè, rồi mình thờ những cái vị thần Phật á. Nhưng mà có một cái tục nữa là người ta thờ Quan Thánh, Quan Thánh Đế đó. Thì giống như là các bạn đi vào những cái chùa nào mà của người Hoa thì các bạn hay thấy là người ta hay thờ tượng Quan Công. Và nhiều khi ở trong nhà của mình thì cũng có, nhưng mà chắc là các bạn cũng không có để ý đâu đúng không? Thì cái đó gọi là thờ quan, có nghĩa là những cái vị tướng người ta rất là linh thiêng á. Rồi, thì trong cái giấc mơ của bà nội bạn Thảo á, thì bà mơ thấy có một vị quan về để báo mộng cho bà. Và quan nói rằng á, cái tai kiếp lần này đáng ra là Thảo chết rồi, nhưng mà quan đỡ cho. Bây giờ chỉ cần á, xây dựng lại cái miếu ở ngoài sân cho quan, xây dựng nó lên cho nó gọi là nó kiên cố hơn chút xíu, thì sau này quan sẽ phù hộ độ trì và quan sẽ đỡ giùm những cái tai nạn ở trong nhà. Trước khi mà rời đi á, cái vị quan này có đưa cho bà nội của bạn Thảo một cái miếng gọi là cái miếng phù á, gỗ hình chữ nhật, mà ở trên đó có chạm khắc rất là nhiều những cái hình thù. Và sau khi mà bà nội của bạn Thảo nhận xong cái miếng phù đó thì bà tỉnh dậy. Nhưng mà lúc đó các bạn, bà biết là trong giấc mơ là quan dặn mình như vậy, nhưng còn cái miếng phù đưa thì không thấy đâu hết trơn. Nhưng mà cũng làm theo lời của quan dặn. Thì 2 ngày sau bà mới nhờ một cái đội thợ tới đó để mà xây dựng cái miếu. Nhưng mà có một cái vậy nè, cái cây vải mọc bất thường ở bên cạnh cái miếu đó, thì không biết là có nên chặt cái cây vải đó đi không. Tại vì nếu mà chặt cái cây vải đó đi á, thì nhiều khi là sẽ xây dựng được cái miếu cho nó lớn hơn và nó kiên cố hơn. Thì gia đình của bạn Thảo, ông bà á, mới đi xem thầy. Thì thầy mới kêu là quan dặn như vậy thì cứ làm như vậy đi. Và cái miếng ngọc á, mà cái miếng phù mà quan đưa cho thì kiểu gì cũng sẽ có được. Và đó là đồ thánh quan cho thì cứ nhận. Và cái cây vải bên cạnh cái miếu đó thì cứ chặt. Nhưng mà cái người chặt nhát đầu tiên á, phải là ba của bạn Thảo. Thì sau khi mà thầy nói như vậy thì gia đình của bạn Thảo này đi về và cũng làm theo. Và cái cây vải á, mà mọc bên cạnh cái miếu á, được chặt xuống và đặt ở một cái góc tường. Thì bẵng đi khoảng 3-4 ngày gì sau đó thì gia đình của bạn này có công việc là phải đi hết toàn bộ luôn. Ở nhà chỉ có một mình bà nội của bạn mà thôi. Và cái buổi tối hôm đó bà nội của bạn ngủ và trong giấc mơ quan lại về thêm một lần nữa. Cái vị quan này mới dẫn bà nội của bạn Thảo đi vào một cái khu rừng. Mà bên trong khu rừng đó toàn là những cái cây gỗ rất là cao luôn nha. Và cứ đi như vậy một hồi á, thì bà nội của bạn Thảo tỉnh dậy. Tay trái của bà là đang cầm một cái miếng phù hình chữ nhật. Và trên đó nó có khắc những cái hình thù rất là kỳ lạ. Và nó y hệt như là cái hình dạng của lá phù mà trong giấc mơ lần trước vị quan đưa cho mình. Và cái tay phải của bà có cầm một con dao nhỏ. Và khi bà ngồi dậy, bà nhìn xuống dưới sàn á, toàn là những cái mọc gỗ không các bạn. Và lúc đó không biết có linh tính làm sao đó, thì bà mới chạy đi ra chỗ cái thân cây vải mà đã chặt. Cái thân cây vải mà chặt ở bên cạnh cái miếu ở ngoài vườn đó. Thì bà thấy trên thân của cây vải đó đã bị khoét một cái lỗ tròn. Tức là trong giấc mơ, quan đã nhập vào người bà hoặc là dẫn dắt bà như thế nào đó để bà tự tới mà làm ra cái miếng phù này. Và quan dặn là đưa cái miếng phù này cho bạn Thảo đeo. Và sau đó khi mà gia đình ông nội với cả ba mẹ của bạn Thảo này trở về nhà rồi đó, thì lập tức là chạy ra ngoài để làm một cái dây và xỏ cái miếng phù gỗ đó đeo cho bạn Thảo. Và cái này á, nó coi như là một cái điềm báo và cũng là một cái cơ duyên dẫn bạn Thảo đến với cái sự tiếp xúc với cõi âm sau này. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Cái sự kiện tâm linh thứ hai á, là để giải thích về cái miếu đó. Và ngày xưa nha,
cái miếu đó hoàn toàn không có xây dựng được các bạn. Lật lại lịch sử chút xíu là trước khi bạn Thảo ra đời nhiều năm á, thì khoảng những năm 90 là ông bà nội của bạn á, là mua cái miếng đất và mua cái căn nhà này. Thì lúc đó khi mà ông bà mới chuyển vô đó các bạn, thì nhìn sợ lắm. Tại những bạn nào dưới quê biết mà, thường á, là nhà cửa nó đâu có san sát nhau đâu, mà nhà này sẽ cách nhà kia cái ao, xong rồi xung quanh nhà là những cái khu vườn rất là lớn. Và lúc ông nội của bạn tới mua thì là cái khu vườn không có được chăm sóc, không có được tỉa tót gì trơn, mà nó cứ cây cối tùm, xong rồi những cái tán cây nó rất là rộng và nó làm cho cả cái khu đất đó rất là tối luôn. Và khi về á là đã sẵn có cái ao rồi, nhưng mà cái miếu lúc đó chưa có nha. Và ông bà nội của bạn này là một người rất là duy tâm, rất là tin tưởng vào cái chuyện tâm linh. Cái khi đó ông nội của bạn Thảo này xem á, thì ông quyết định là sẽ xây cái miếu hướng ra ngoài cái cổng chính. Nhưng mà cái lúc xây nha các bạn, có sự kiện ngộ lắm xảy ra. Là ở nhà hàng xóm nó có một con trâu, mà con trâu đó bình thường á là nó rất là khỏe mạnh và nó cày bừa liên tục ngày này qua tháng nọ mà nó không bị làm sao hết. Thì tự nhiên lúc mà ông bà cho xây cái miếu á thì con trâu này bị bệnh các bạn, và nó cứ nằm lì ở trong chuồng vậy á, và nó rất là mệt mỏi, nó không thể nào đi cày được và nó gầy sộp đi luôn á. Các bạn tưởng tượng trâu mà hả, nó gầy xong rồi hai con mắt của nó lờ đờ lắm. Và cái gia đình này á, cái gia đình hàng xóm đó là quyết định là sẽ xẻ thịt con trâu này rồi, tại vì giờ nó đâu có đi cày được nữa đâu. Buổi sáng khi mà tính xẻ thịt con trâu á là cho con trâu lên bàn mổ rồi nha, thì tự nhiên con trâu nó khỏe lắm luôn các bạn, nó hả kiểu bật dậy và sau đó là kiểu nó chạy xong 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 đi ra ngoài sân, và nó chạy từ vườn này qua vườn nhà kia, và cuối cùng á là nó hút thẳng vào trong cái miếu đang xây của gia đình bạn Thảo này luôn. Và khi mình hút xong á thì nó té xuống đất và nó sùi bọt mép chết ngay tại chỗ luôn các bạn. Đó là một cái sự việc tâm linh rất là kỳ lạ và làm cho ông nội của bạn này, bà nội của bạn này, hai người rất là duy tâm và rất là sợ. Không biết là tại sao có một cái sự việc quá là ghê rợn như vậy. Từ đâu một con trâu nổi điên lên, xong sau đó hút thẳng vào cái miếu. Ví dụ thằng nó hút vào cái gì để không nói, nhưng đây nó hút vào cái miếu. Và xui một cái nữa là lúc đó mới về mua đất mua nhà xong rồi sửa sang nhà cửa vậy đó, thì đâu còn tiền đâu mà xây cái miếu nó hoành tráng nữa. Cho nên là mới quyết định là tạm thời để nguyên cái hiện trường đó từ sau khi mà có con trâu nó hút. Thì bẵng đi vài hôm sau đó các bạn, thì khoảng 2-3 ngày hôm sau á, thì bà nội của bạn Thảo á, mới đi ra ngoài vườn để mà hái rau dại vào ăn cơm. Khi mà ra tới gần chỗ cái miếu á, thì bà nghe thấy có một tiếng gì đó, cái con vật gì đó đang kêu xì 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 xì. Thì bà nhìn kỹ lại thì thấy một con rắn rất là lớn luôn. Con rắn to lắm mà nó đang nằm cuộn tròn ở bên trong cái miếu đang xây dang dở vậy đó. Bà thấy con rắn thì bà sợ quá, bà mới chạy vào trong nhà và sau đó bà không có dám ra vườn nữa. Bà bẵng tiếp đi mấy ngày hôm sau, thì trong cái giấc mơ của bà gặp một cái vị quan cưỡi trên lưng một cái con ngựa màu trắng, và đó chính là cái vị quan mà bảo vệ cho nhà bà đó. Và đó cũng chính là lần đầu tiên cái vị quan này về để mà gặp bà luôn. Cái vị quan này với gia đình bạn Thảo giống như là nó có duyên vậy đó các bạn. Và quan mới chỉ á, đừng có xây cái miếu hướng ra ngoài cổng, mà xây cái miếu hướng về phía cái ao đó, thì để quan sẽ giúp cho cái việc cai quản trông coi đất đai, và quan sẽ phù hộ độ trì cho cái gia đình này là sẽ làm ăn tấn tới và phát triển luôn cả cái việc học hành, và chỉ cần thành tâm mà thờ cúng nhang khói cho quan mà thôi. Sau khi quan nói xong á thì quan rời đi, và sáng ngày hôm sau thì ông nội của bạn này, bạn Thảo á, mới chuyển hướng. Sau khi chuyển hướng rồi đó thì cái miếu được xây dựng một cách rất là trơn tru, một cách rất là bình thường luôn và không có khó khăn gì xảy ra hết. Và quả nhiên nha, từ khi á mà cái miếu được xây dựng thành công á, gia đình của bạn Thảo này lên phất lên hết luôn các bạn. Học hành cũng lên nè, làm ăn buôn bán là cũng hanh thông, là cũng may mắn cũng phát đạt. Nhưng mà sau đó có một cái sự tai nạn rất là đáng tiếc xảy ra các bạn. Cái lần á mà ông quan cứu bạn Thảo khỏi cái việc chết đuối và đưa cho bạn Thảo một cái lá phù để mà đeo ở trên cổ đó, 6 tháng sau, vào cái buổi tối hôm đó thì gia đình của bạn Thảo đang sinh hoạt rất là bình thường thì điện cúp các bạn. Và không biết làm sao nữa, bạn Thảo đang trong nhà thì tự nhiên đi ra đứng ngoài hàng hiên á, cái bạn nhìn lên trên bầu trời thì bạn thấy có rất là nhiều những cái ngôi sao trên đó luôn. Thì bất giác theo một cái quán tính gì đó mà bạn cứ như vậy mà bạn đi theo cái vì sao sáng nhất, bạn bước xuống bậc tam cấp, băng qua khu vườn, băng qua cái miếu luôn và đi ra tới ngoài cổng là gần tới đường lộ luôn đó. Thì lúc đó bạn nghe thấy có cái tiếng xì 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 gì đó, thì bạn mới ngồi thụp xuống dưới đất để bạn nghe kỹ hơn.
Thì khi mà bạn vừa ngồi xuống đất rồi thì điện nó sáng trở lên lại. Và nhà thì nó có một cái đường điện dẫn thẳng ra cái ngoài khu vườn đó. Ba mẹ bạn nhìn ra ngoài vườn, thấy con của mình đang ngồi đó thì mới chạy ra để mà coi. Và cái lúc tới nơi á, ba của bạn Thảo á, thấy một cái con rắn màu vàng ánh bạc đang cuộn thành một cái vòng tròn. Và ở giữa cái vòng tròn đó chính là bạn Thảo các bạn. Thì kiểu thấy con mình như vậy, thì lúc đó ổng mới quýnh quán quá làm sao đó, ổng cầm một cái cây cuốc, ổng chạy lại và ổng bổ thẳng vào đầu giết chết luôn con rắn. Ông bà nội của bạn á, lúc mà chạy ra thì biết á, là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi và con trai của mình vừa mới phạm một cái đại tội. Thì họ không biết làm sao, chuyện cũng đã rồi rồi thì mới đem bèn lấy cái con rắn đó và chôn ở bên cạnh cái miếu. Và quả nhiên qua ngày hôm sau luôn nha, ba của bạn này sốt liệt giường luôn, bệnh liệt giường không tài nào mà ngồi dậy nổi. Thì lúc đó mới đi cúng kiến lễ lộc lễ lạc này nọ, mới có thứ khấn vái đủ kiểu luôn, nhưng mà cũng không có hết bệnh hoàn toàn được. Thì khoảng 3-4 ngày sau, trong cái giấc mơ của bà nội á, thì bà nội lại thấy quan về. Thì quan mới vỗ, quan mới trách là tại sao quan về thăm nhà mà người nhà lại đánh chết quan. Quan niệm tình á, những cái tình xưa nghĩa cũ, thì lần này quan không có trách tội, quan không có truy cứu, nhưng mà kiếp nạn từ đây về sau quan sẽ không có đỡ được giùm cho nữa đâu. Và kết thúc cái câu nói đó thì quan biến mất các bạn. Và qua cái ngày hôm sau thì đột nhiên ba của bạn Thảo này khỏi hẳn luôn. Và cũng từ lúc đó quan không về một lần nào nữa. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai. Qua đến cái sự kiện tâm linh thứ ba, là cái sự kiện liên quan tới ba của bạn Thảo. Thì cái buổi tối độ chừng mấy tháng sau cái sự kiện thứ hai xảy ra đó, ba của bạn Thảo mới chở bạn đi ăn cỗ. Thì cái lúc đó trên đường về thì cũng có chén không gì này nọ đó, nhưng mà chưa có gọi là đến mức mà say bí tỉ hay là gì đâu. Thì lúc hai cha con đang chở nhau chạy á, thì có đi ngang qua một cái nghĩa trang. Khi mà vừa đi ngang qua cái nghĩa trang đó thì ba của bạn Thảo lập tức bị lạc tay lái luôn các bạn. Và ông ta tông thẳng vào một cái cột điện, và hai cha con á, té vào một cái đống rơm ngay sát ở bên cạnh luôn. Và khi mà té xuống á, thì trong tư thế là ba của bạn Thảo á, là vẫn lấy hai cái tay của mình để mà ôm chặt con mình vào trong lòng. Thì chính vì vậy cho nên là cái đầu của ông ta bị thương rất là nặng và ra máu rất là nhiều. Thì bạn Thảo trong cái theo cái trí nhớ gọi là mang máng của bạn á, trong những cái hình ảnh còn sót lại của bạn, thì bạn nhớ là bạn có vùng dậy. Bạn thấy ba mình á, mặt mũi rất là nhiều máu luôn, thì bạn sợ quá, bạn mới chạy qua bên cái nhà ở đối diện đó để mà kêu cứu. Và có một chi tiết lạ như này nè. Cái chi tiết này á, là người ở trong nhà đó kể lại chứ không phải là bạn Thảo. Bạn Thảo không có nhớ chi tiết đó. Người nhà trong đó kể lại là khi mà bạn Thảo á, là một đứa con nít khoảng gần 3 tuổi à, chạy vào trong nhà của mình. Trong nhà đó có nuôi hai con chó rất là dữ luôn nha. Bình thường không có ai mà lọt vào trong cái nhà ở được. Nhưng tự nhiên cái lúc đó hai con chó nó hiền khô, nó im re mà nó không sủa gì luôn. Thì bạn Thảo chạy vô như vậy, mà cũng không biết sao bạn chạy vô được nữa. Tại đứa nít có 3 tuổi à, biết gì đâu. Thường theo tâm lý chung á, là sẽ khóc đúng không? Thì đợi ai thấy thì thấy thôi. Nhưng bạn này tự nhiên ai dẫn đường cho bạn á, bạn chạy vô bạn kêu cứu. Nhưng mà không được các bạn. Cái đêm đó đó, chính vì bị thương nặng quá như vậy, cho nên là ba của bạn Thảo mất luôn. Mất luôn trong đêm đó. Nhưng mà bạn Thảo còn nhỏ quá, không có biết được là ba mình qua đời rồi. Cho nên là cái lúc liệm á, thì để ba của bạn nằm trên giường, thì bạn đâu biết ba mình chết đâu. Thì nghĩ là ba đang ngủ không à. Thì bạn mới xúc động đó các bạn, bạn mới chạy lại để mà nắm tay của ba mình á. Thì mới nói là bạn lúc đó bạn nghĩ trong đầu thôi nha, là tại sao tay của ba lạnh quá vậy. Cho nên á, là bạn mới nhảy lên trên giường để mà ôm ba của mình. Thì mọi người xung quanh thấy cảnh nó xúc động lắm, tại vì trẻ con đâu biết gì đâu. Thì cái lúc đó đó, bạn ôm ba của bạn, thấy người ba vẫn lạnh luôn, mà sau đó bạn khóc rất là nhiều. Gia đình phải cản và kéo bạn ra mãi thì mới được á. Và bạn có kể là một cái chi tiết này nữa nè. Trước cái lúc mà đưa ba bạn ra nghĩa trang á, thì bạn có thấy ba mình đứng ở trên đầu giường. Và ba nhìn bạn, ba cười. Và ba bạn nói là chào con nha, ba phải đi rồi. Và sau đó dần dần khi bạn lớn hơn thì bạn mới biết là ba bạn mất rồi các bạn. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ ba. Mà cái sự kiện này á, là đã được báo trước qua cái lời cuối cùng mà cái vị quan đã nói cho bà nội của bạn Thảo rồi. Thì trước khi mà ra đi á, thì vị quan có nói rõ ràng mà kiếp nạn sau này
quan sẽ không có đỡ giùm được nữa đâu. Thì cái kiếp nạn nó lại rơi đúng vào ba của bạn Thảo luôn các bạn. Trở tiếp tới cái sự kiện thứ tư á, là cái sự kiện thứ tư này sẽ giải thích cho các bạn á, vào cái lúc mà bạn Thảo này bị chết đuối thì ai kêu bạn đó. Thì sau khi mà cái chết của ba bạn Thảo rồi thì gia đình cũng có đi xem bói ở rất là nhiều nơi, đi xem nhiều chỗ đó các bạn. Thì có lần đó vô tình gặp được một cái bà thầy rất là cao tay ở dưới Hải Dương. Thì bà mới nói với mẹ, với lại bà nội của bạn Thảo á, là bạn Thảo này có ba người đi theo. Một á, là ba của bạn. Hai á, là bà cố của bạn, tức là bà cố tức là mẹ của bà nội á, là đi theo. Ba là một cái vong, một đứa con nít 5 tuổi chết ở cái ao sát bên nhà của bà nội bạn. Và người ta nói á, là cái ao này á, nó rất là nhiều âm khí luôn. Tại vì xung quanh của nó có rất là nhiều những cái rặng tre. Mà như các bạn biết rồi đó, cái tre nè, cái đa nè, mà trồng san sát nhau như vậy là cái nơi dễ tụ tập âm khí mà ma quỷ hay trèo lên trên đó mà chơi lắm các bạn. Thì có một cái sự kiện liên quan tới cái ao ở sát bên nhà của bạn Thảo là như vậy. Ngày xưa á, có một cái anh tên là anh Tuấn đi. Thì cái anh Tuấn đó năm đó là 37 tuổi rồi, nhưng mà không có vợ con gì hết. Thì mọi người ở xung quanh á, thấy anh tội nghiệp như vậy, kiểu lủi thủi có một mình á, thì cũng thương. Thì mới kêu á, là anh Tuấn ơi, anh cũng cố gắng kiểu kiếm ai lập gia đình đi, chứ anh lủi thủi vậy hoài, lỡ có ốm đau bệnh tật gì rồi sao. Thì anh cũng cười à, mà anh hiền lắm luôn. Tự nhiên bẵng đi có một thời gian á, mọi người không thấy anh đâu hết trơn. Không thấy anh ta xuất hiện đi ra ngoài đường, mà suốt ngày anh ta ở trong nhà không à. Mà cứ đi ngang nhà là nghe thấy có tiếng ai cười nói trong đó các bạn. Giống như là kiểu có hai người nào đang nói chuyện với nhau á. Thì lạ lắm luôn. Mà tại vì mọi người biết rõ ràng là trước giờ cái anh này không có ai hết trơn á. Xong rồi tự nhiên bây giờ lại nghe như vậy. Thì bẵng đi 2 tuần, mọi người á mới xông vào nhà để mà xem anh ta có cái chuyện gì xảy ra hay là không. Thì cái lúc đó mọi người không thấy anh ta ở trong nhà các bạn. Cho nên á là mới đổ xô để mà đi tìm. Thì cuối cùng phát hiện ra, các bạn biết anh ta ở đâu không? Cái ao cạnh bên nhà bạn Thảo á, lúc đầu Nguyễn có kể là ở giữa cái ao lớn đó nó có một cái gò đất nổi lên. Và ở trên cái gò đất đó là có một cái bụi tre. Thì mọi người phát hiện ra anh Tuấn đó đang ngồi ở chỗ cái bụi tre đó các bạn. Và anh ta vừa bóc đất vừa cho vào miệng ăn. Miệng thì cười, mắt thì khóc. Và anh ta nói rằng là đồ ăn của vợ nấu ngon quá. Mọi người nghe thì biết là anh ta bị ma dẫn rồi, cho nên là mới kéo anh ta đi ra ngoài. Và hồi sau á thì anh ta lập tức tỉnh táo lại như bình thường. Và khi mà hỏi anh ta làm sao vậy thì anh ta mới nói á, là cách đây 2 tuần tự nhiên anh ta làm quen được với một cô gái, và cô gái đó chịu theo anh ta về nhà ở, và hai người này ở chung với nhau như vợ chồng. Cho đến hôm nay thì cô gái đó mới chịu dẫn anh ta về ra mắt ba mẹ của cổ, tức là dẫn anh ta về cái ngọn tre nằm ở trên cái gò đất giữa cái ao đầy âm khí ở nhà của bạn Thảo. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ tư. Qua đến sự kiện thứ năm, cũng là sự kiện cuối cùng và cũng là cái sự kiện sợ hãi nhất. Cái năm mà bạn Thảo này đang học cấp 1 á, thì mẹ của bạn với lại bạn phải chuyển nhà đi ở một cái nơi khác. Nguyên do là mẹ của bạn Thảo có một cái người chị gái ruột. Thì cái người chị này đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan và gửi là 2 đứa cháu trai cho ông bà ngoại nuôi. Nhưng ông bà ngoại cũng đi làm suốt ngày luôn, cho nên là không có ai chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục 2 đứa cháu hết. Cho nên là tụi nó quậy lắm các bạn. Lớn rồi, nhưng mà toàn thích chơi không à, chứ không có thích làm. Cái lúc đó đó, dì của bạn Thảo á, tức là chị của mẹ đó, mới gọi điện về cho mẹ của bạn. Thì hai người mới hùng hạp với nhau để mà thuê một cái căn nhà 3 tầng để mà buôn bán. Thì buổi sáng á, thì là bán hàng ăn, đồ ăn, xong rồi đến trưa chiều tối đó thì là bán cửa hàng quần áo. Và đồng thời á, là để kèm cặp một trong 2 cái đứa con của bà dì của bạn Thảo này. Và trong cái nhà đó có 3 người ở. Một á, là mẹ của bạn Thảo, 2 là bạn và 3 là người anh họ của bạn, tức là một trong 2 đứa con của dì bạn đó. Và cái giai đoạn đầu tiên tất nhiên là cũng rất là khó để mà dạy dỗ một cái đứa vốn dĩ nó đã ngủ nghịch từ bé như vậy rồi. Nhưng mà bẵng đi khoảng thời gian sau, mọi thứ nó cũng dần đi vào cái quỹ đạo. Và anh của bạn này á, bắt đầu là kiểu chịu làm rồi, thì cũng phụ buôn bán đồ này nọ mấy cái thứ đó. Thì tưởng như là mọi thứ nó rất là yên bình. Nhưng đột nhiên có một khoảng thời gian á, anh của bạn này nè, gầy sộp đi luôn.
kiểu là nó gầy rộp hết cả người, mà mặt mũi lúc nào cũng xanh xao, mà ốm đau bệnh tật liên hồi. Mà các bạn nghĩ đi, mới có hai mấy, mười mấy, hai mấy tuổi hả, thì làm sao mà kiểu người nó ốm đi một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng mà đi khám bệnh á, thì không có bệnh gì hết trơn, không có tìm ra được bệnh. Nhưng mà càng ngày ảnh càng ốm, và càng ngày nó càng xanh xao, mà cái gương mặt của ảnh á, là nó bị sợp vô luôn. Và đặc biệt nha, cái đôi mắt của anh ta là không có một cái tí thần sắc nào hết trơn. Và khi các bạn biết, muốn biết một người mà có đang bệnh nặng hay gì không, nhìn vô con mắt mà nó cứ lờ đờ mà nó cứ đục đục đục, là chắc chắn là trong người một là bệnh nặng, còn hai là có vấn đề gì liên quan tới tâm linh. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao nhà này không để ý. Và một dịp nọ, mẹ của bạn Thảo có công việc phải đi qua đêm ở nhà của bà ngoại, cho nên là chỉ còn hai anh em nể nhà thôi. Và cái buổi tối đó, khi mà bạn Thảo ngồi coi tivi chán chê đến khoảng 10 giờ đêm thì mới đi lên tầng 2 để mà ngủ với lại ông anh trai của mình. Lúc đó là mùa hè nha, trời nó nóng lắm luôn á. Nhưng mà khi bước vào cái phòng của ông anh trai mình á, của ông anh họ đó, thì tự nhiên cái cảm giác lạnh dọc sống lưng luôn các bạn. Giống như là ở bên trong phòng và ở bên ngoài á, nó là hai cái thế giới khác nhau hoàn toàn luôn. Bạn bước đi vào trong xong rồi tự nhiên thấy lạnh khắp cả người như vậy nè, thì bạn mới kiểu lạnh quá mà mới chạy lên trên giường để mà chui vào trong cái mền để mà ngủ với ông anh trai. Mà bình thường theo cái trí nhớ của bạn á, là ông anh trai mình thức khuya lắm. Các bạn biết thanh niên giống như tụi mình nè, có bao giờ mà ngủ trước 10 giờ đêm đâu, toàn là thức đến 1, 2 sáng không. Mà cái ông này nha, 10 giờ nằm ngủ rồi, mà cảm giác á, là ông ngủ giống như xác chết vậy đó. Cảm giác là bây giờ có lay mạnh là người ông cũng không dậy nữa. Thì mặc dù bạn này thấy lạ như vậy nhưng thôi cũng kệ, thì cũng nằm xuống vậy đó, thì mới đắp cái mền lại. Ở trong cái phòng đó đó, nó có một cái bàn thờ để ở trong góc vậy nè. Thì trong cái bóng tối đó, tự nhiên cái bạn nhìn qua chỗ cái bàn thờ đó đó, thì lúc đó bạn mới nhìn thấy á, có một người con gái mặc nguyên cái đầm trắng đang đứng ở trên cái bàn thờ các bạn. Cái váy trắng từ đầu cho đến chân, mà cái mái tóc dài vậy nè, che phủ gương mặt luôn. Bạn không có nhìn thấy rõ được gương mặt. Và cái lúc đó tự nhiên không biết làm sao, bạn cảm thấy á, hai con mắt bạn cứ dần dần vậy nè, nó cứ sụp 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 xuống. Và sau đó bạn ngủ thiếp đi luôn. Qua đến sáng ngày hôm sau, mẹ của bạn trở về nhà đó, thì bạn kể lại toàn bộ cái sự việc quá là ghê rợn như vậy hôm qua. Thì lúc đó mẹ của bạn mới tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, thì mới chạy đi để mà coi thầy. Thì lúc đi coi thầy là có dẫn bạn Thảo này theo, thì sợ là con của mình bị dính ngải quỷ hay là dính gì đó thì mới dẫn theo. Nhưng mà lúc mà coi đó thì ông thầy nhìn, ông thầy kêu bạn này ngồi ngoài đi, không có cho bạn này vô trong. Nhưng mà bạn có lớm thớm bạn nghe lỏm được ở bên trong nói chuyện á. Thì ông thầy này á, nói với mẹ của bạn rằng cô á, là cô bậy lắm. Cô tới một cái chỗ lạ cô ở mà cô không có chịu cúng kiến lễ lạc để mà mời thổ công thổ địa gì vào hết trơn. Mà thậm chí nha, là cái bàn thờ cô còn làm ẩu tả nữa. Mà chính vì cái lý do đó mà cô vừa rước một con ma nữ lên trên bàn thờ của mình ngồi. Và hằng đêm á, nó đang ru cho cháu cô ngủ đó. Nếu mà tình trạng này tiếp tục xảy ra thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bắt được hồn của thằng cháu cô mà thôi. Sau khi mà nghe ông thầy bói nói như vậy đó các bạn, thì mẹ của bạn Thảo này là tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, và mới chạy đi để mà lễ lạc nè, để mà cúng kiến nè, mời thầy bà về làm đủ thứ, gọi là thỉnh thổ công thổ địa khấn vái, gọi là vái tứ phương luôn á. Nhưng mà không biết kết quả nó có thuyên giảm gì hay không. Và bạn Thảo chỉ biết á, là sau cái đợt cúng kiến đó, cái người anh họ của bạn á, bỏ đi vào miền Nam luôn. Và mãi mấy năm trời sau á, mới trở về quê hương. Và cái này Nguyễn muốn nói thêm ở ngoài một xíu thôi ha, là khi mà mình chuyển trọ hoặc là mình mua một cái nhà thì tất nhiên là nhà thì phải kỹ rồi. Còn khi mà mình chuyển trọ hoặc mình thuê một cái chỗ nào đó đó, thì mình vẫn phải làm lễ cúng kiến, mình phải vẫn làm lễ để mà mời thổ công thổ địa vào trong nhà, để mà những cái vị đó giúp mình cai quản cái nhà cửa và không cho những cái vong hồn lạ đi vào bên trong. Tại vì ngày xưa á, Nguyễn có quen với mấy người bạn vào cái thời Nguyễn học đại học á, thì nhà mình thì ở Sài Gòn rồi, còn nhưng mà mấy bạn đó là hay thuê nhà ở cái chỗ gì Nguyễn nhớ là trên trên đường Đinh Tiên Hoàng thì phải, mà cái nhà đó thấy ghê lắm các bạn. Nói chung là mình cũng qua chơi ngủ lại mấy lần luôn á, nhưng mà cái nhà đó nó vẫn thấy ghê. Là nó nằm trong hẻm cục nha.
Và sau lưng cái nhà đó thì nó có một cái dòng sông, dạng là nó dòng sông rác vậy đó. Tức là về cái cấu tạo gọi là hẻm cục á, là về phong thủy là nó đã không tốt rồi. Và ở phía sau còn có một cái bãi như vậy nữa, dẫn tới cái việc á là nhà đó hay có này kia lắm. Tất nhiên bản thân mình nó từ sau năm 18 tuổi là mình là người nặng vía lắm, mình biết, có là lâu lâu mình cảm nhận được thôi chứ ít khi nào mình gặp lắm. Nhưng mà những cái người bạn của mình ở trong cái nhà đó là gặp hoài luôn. Và khi mà hỏi ra có cúng kiến gì không thì không. Tại vì các bạn biết đi, con trai vào cái thời điểm đó thì đâu có ai mà tin mấy cái chuyện này đâu, và thậm chí cũng rất là lười cúng kiến nữa. Cho nên chính vì cái những cái chuyện là mình không biết như vậy thì nó dẫn tới nhiều cái việc không hay. Nhưng mà nhà cái phòng trọ của bạn Nguyễn thì nó cũng dừng lại ở mức là hơi bị này bị kia chút xíu thôi, chứ không có nặng như cái câu chuyện của nhà bạn Thảo này. Tức là cái vong ma nữ đó đó các bạn, nó ngồi nó đứng ở trên cái bàn thờ luôn nha, mà nó ru cho anh họ của bạn này ngủ hàng đêm. Thì các bạn tưởng tượng đi cái cảnh nó kinh sợ như thế nào. Và chính vì nó ru ngủ như vậy á, cho nên là khi bạn Thảo vừa nhìn thấy tôi á là bạn đã ngủ mất tiêu rồi, tại vì nó đang ru mà. Còn mình ví dụ nha, nếu mà mình đang nằm ngủ ở trên giường mà tự nhiên mình mở mắt dậy nhìn về cái phía bàn thờ hay học tủ gì mà thấy có ai đang ngồi trên đó, chắc mình chết thiệt luôn á. Chưa cần làm gì mình á là mình đã đứng tim mình chết rồi. Và đến đây là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ phút này. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu như các bạn đang có những cái câu chuyện hay, những cái câu chuyện có thật, hoặc là những thậm chí nha những cái việc, những cái chuyện mà các bạn sáng tác, các bạn muốn Nguyễn Nguyễn kể lại á, thì hãy cứ email về cho Nguyễn Nguyễn. Và cái link email của Nguyễn á, thì Nguyễn để ở trong cái phần mô tả. Và trong cái phần mô tả nó cũng có cái phần donate và cái phần link Facebook của Nguyễn Nguyễn. Thì các bạn hãy kết bạn Facebook với Nguyễn Nguyễn nha. Có thể các bạn gửi chuyện qua Facebook của Nguyễn Nguyễn cũng được, không sao. Và ngày mai mình sẽ lên tiếp một cái video nữa. Cái video này cũng là chuyện có thật luôn của một cái chị. Thì chị này hiện tại đang ở Hàn Quốc. Và chị kể lại những cái câu chuyện mà ngày xưa, những cái chuyện bùa ngải nha, ngày xưa ở chỗ nhà của chị đó. Và một cái câu chuyện mà năm chị bị 16, 17 tuổi, nếu mà chị không gặp được một cái người quế nhân á, là chắc là cuộc đời của chị bây giờ là nó đã đi theo một cái hướng tồi tệ hơn rất nhiều. Và câu chuyện nó sẽ được lên vào ngày mai. À, các bạn nhớ nhấn vào cái chuông nha, để khi mà Nguyễn Nguyễn lên video cái là các bạn biết ngay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.